Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùng khăn áo kín mít di chuyển trên phố. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Trung Bộ. Trong đó, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới trên 50 độ C vào thời điểm giữa trưa. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8 đến 10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Theo ghi nhận của chúng tôi, nền nhiệt thực tế được đo vào 12 giờ trưa ngày 21 tháng 5 lên tới 50 độ C. Nắng nóng đặc biệt gay gắt và khó chịu. Khi bắt buộc phải ra đường, người dân trang bị khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để tránh ánh nắng và hơi nóng phả lên từ mặt đường. Vất vả nhất là những người lao động làm việc ngoài trời nắng. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Một số người dân lựa chọn di chuyển trên những con đường có bóng cây để tránh đi ánh nắng chói chang giữa trưa. Những người lao động, xe ôm cũng tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng cây, không quên mang theo chiếc quạt giấy, cốc trà đá giải nhiệt, thậm chí là khi ngồi nghỉ vẫn khăn áo kín mít để tránh cái nắng nóng từ mặt đường phả lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21 tháng 5, Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 đến 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.